này thiện hiện không kể lượng phước của tất cả hữu tình trong thế giới đại thiên đều trụ bậc bạc đạt được giả sử tất cả hữu tình đầy ắp thế giới tam thiên đại thiên đều trụ bậc ly dục theo ý ông thì sao lượng phước của các hữu tình ấy nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn rất nhiều, bạch thiện thạ rất nhiều, phước mà họ đạt được vô lượng vô biên. Phật dạy, này thiện hiện lượng phước mà họ đạt được so với lượng phước của một đại Bồ Tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình đạt được thì chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần ức, chẳng bằng một phần trăm ức, chẳng bằng một phần ngàn ức, cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu. Này thiện hiện không cả lượng phước của tất cả hữu tình trong thế giới đại thiên đều trụ bậc ly dục đạt được giả dạ sử tất cả hữu tình đầy áp thế giới tam thiên đại thiên đều trụ bậc dĩ biện theo ý ông thì sao lượng phước của các hữu tình ấy nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước mà họ đạt được vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện lượng phước mà họ đạt được so với lượng phước của một đại Bồ Tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình đạt được thì chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần ức, chẳng bằng một phần trăm ức, chẳng bằng một phần ngàn ức, cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu này thiện hiện không kể lượng phước của tất cả hữu tình trong thế giới đại thiên đều trụ bậc dĩ biện đạt được giả sử tất cả hữu tình đẩy ắp thế giới tam thiên đại thiên đều trụ bậc độc giác theo ý ông thì sao lượng phước của các hữu tình ấy nhiều chăng thiện hiện đáp bạch thế tôn rất nhiều bạch thiện thệ rất nhiều phước mà họ đạt được vô lượng vô biên phật dạy này thiện hiện lượng phước mà họ đạt được so với lượng phước của một đại Bồ Tát mới phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột vì độ thoát tất cả hữu tình đạt được thì chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, chẳng bằng một phần ức, chẳng bằng một phần trăm ức, chẳng bằng một phần ngàn ức, cũng chẳng bằng một phần trong nhiều phần của trăm ngàn ức triệu.